Rồi cả nhà ơi, đêm nay kết thúc chương trình ăn tối ngày hôm nay á. Rồi thật sự là tối ngày hôm nay là một cái chương trình nên thấy rất xứng đáng đồng tiền bát gạo nha cả nhà. Get a drummer's a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. Thật sự á, cả nhà khi mà về lại cũng rất là hồi hộp nha, không biết hàng xóm của mình kế bên sẽ lại. Rồi, nó chờ xíu rồi cả nhà, thôi bây giờ mình vô nha. Wow, vậy là hôm nay Nin không có hàng xóm rồi cả nhà ơi. Tại căn cái bên không ai ở. Nin không có hàng xóm rồi, nhưng mà chắc có thể ngày mai người ta sẽ đến ở. Hay là tối nay người ta sẽ đến. Tại vì từ Sài Gòn ra Phan Thiết rất là gần hay cả nhà. Rồi thôi bây giờ Nin sẽ máy bay cả nhà, Nin sẽ vệ sinh cá nhân chút xíu rồi mình đi tiếp mục đi ăn nha cả nhà. Chào cả nhà, tối ngày thứ hai của Nin tại Mũi Né thì tối ngày hôm nay cả nhà sẽ cùng Nin đi ăn buffet nha cả nhà. Thì cái ngày tối ngày hôm nay cái buffet cả nhà nó có một số cái hoạt động như sau ha. Thứ nhất là buffet sẽ được diễn ra ở ngoài chợ, nếu như mà cái chợ nó không mưa thì sẽ được diễn ra ở ngoài chợ luôn, còn không thì chúng ta sẽ vào nhà hàng ha. Và thứ hai nữa, cái buffet ở cả nhà là 599.000 cộng đó, tức là chưa bao gồm thuế phí ở cả nhà. Nếu mà bao gồm thuế phí luôn là 680.000 một phần. Nhưng mà ngày hôm nay rất là may mắn là Nin được giảm 10% ha, hầu như là ai cũng được giảm hết 10%. Với thứ hai nữa là chúng ta sẽ được uống bia và uống nước ngọt vô cùng luôn, tức là uống thỏa thích á cả nhà. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi lên ha, với một cái menu cũng rất là ngon, hầu như là những cái món rất là truyền thống Việt Nam, và những cái món hầu như là cá và tôm đều là đặc sản ở đây luôn á cả nhà. Thì mới đầu nên định ra ngoài nên đi ăn rồi, nhưng mà nên thấy ở đây có cái chương trình này nó hay quá thì nên đi luôn. Với chương trình này cả nhà là có nhạc sống nữa nha, nhạc sống thường là những cái bạn người nước ngoài sẽ ca ở đây luôn đó, thì chúng ta có thể thưởng thức vừa nghe nhạc vừa ăn vừa chill luôn. Thì rất là hay cả nhà. Thì cái nếu mà không gian ngoài trời nó sẽ diễn ra ở ngoài cái bên cái hồ bơi đó, hồi chiều á cả nhà. Giờ đi nha. Nhưng mà ở đây á cả nhà nên thấy rất là hay á. Thì hay ở chỗ á là cái chỗ phòng của Nin á đi lại cái chỗ mà ăn nó rất là gần luôn. Nếu mà cả nhà được, cả nhà nên book gần mấy chỗ đó đi cho nó dễ cả nhà. Tại vì bây giờ cái lượng khách rất là đông á, khi mà cả nhà điện lễ tăng nó bận hoài à, không có điện được luôn á. Thì nếu mà được cái kia thì cả nhà sẽ đi nó tiện lợi hơn, mình sẽ đi bộ rất là nhanh và không cần phải điện xe điện để mà đi dưới mình. Còn nếu mà cả nhà muốn á nhanh hơn nữa thì cả nhà có thể tải cái app của cái khu resort này về để mà cả nhà có thể book trên đó ha. Nhưng mà thật sự mình nói cả nhà bây giờ đi resort nào cũng kêu book, cũng kêu tải app của khu đó hết trơn, về một đống app nên là Nin không có tải luôn. Thôi giờ mình đi cả nhà nha. Cả nhà ơi, Nin đang có mặt ở trước không gian ăn sáng nha. Trời, vô đây lại nhạc nữa. Đó, cả nhà thấy không? Nguyên không gian ăn sáng vô cùng rộng lớn luôn. Và ở đây cũng hầu như cũng là nơi ăn sáng ngày mai luôn đó cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình lên đó nha. Nó
buffet trong này đúng không? Dạ. Anh đi buffet. Dạ. À, mình đã đặt bàn trước cho anh ha. Chưa. À, mình đi một người. Đúng rồi. Dạ, tối nay bên em sẽ tổ chức buffet với giá là 6.8 một người lớn nè. Nhưng mà được giảm 10% đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Bây giờ mình mua vé mình vào dùng nha. Ok. Sẽ bao gồm nước với bia. Ờ, nước với bia là uống thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Mày có uống một cần ca sĩ không ha? Ngồi đi cần ca sĩ đi em. À dạ. Ok. Wow. Không gian này là không gian sáng ngày mai đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày mai. Đây là nhà hàng Mundo cả nhà. Đây đẹp. Làm món gì anh? Dạ, cái này bánh tôm bồ tây. Wow.
Thì sao mà không gian ở trong nhà nhé, mình sẽ còn không gian ngoài trời nữa. Thì không gian ngoài trời này sẽ là không gian đồ nướng á. Mới đầu nãy mình tưởng đâu tới một kia là nó hết rồi, nhưng mà cuối cùng ở trong đây còn có một cái không gian đồ nướng với rất là nhiều món nướng luôn cả nhà. Ở đây có thịt bò nè, có tôm rất là lớn luôn ha, và có cá, có gà, rồi có mực là mực rất là lớn luôn cả nhà, với một số cái ăn kèm ví dụ như là bắp nè, đậu bắp nè, rồi những cái rau củ quả rất là ngon. Cả nhà có tới đây rồi, cả nhà nhớ thử mấy món nướng nha. Chia bánh xèo rồi nói chung các loại bánh của Việt Nam rồi còn nó lốt. Rồi đi xa hơn thì cả nhà sẽ có tất cả những cái món ăn còn lại, và đặc biệt món nướng là có bún bò Huế. Đi ra ngoài kia thì giống như nãy nói rồi thì có thêm cái quầy nướng nữa. Nói chung là đồ ăn rất là nhiều, cả nhà sẽ mới đầu nên nghĩ là nó sẽ dài đồ ăn thôi, nhưng mà sẽ đồ ăn rất là nhiều nên thấy rất là hấp dẫn nha. Nhưng cả nhà tới này cả nhà nhớ ăn buffet đi, mình nghĩ cái giá buffet rất hợp lý. Với thứ hai nữa là bia uống miễn phí luôn, bia Tiger. Thế là nó tính trong combo rồi đó cả nhà, là ăn quà luôn, ăn khi nào đã nghỉ. Nếu tính ra 680.000 mà mình giảm 10% thì 68.000, thì mình còn khoảng 620, thì mình thấy cái giá này cũng khá hời nếu mà thật sự người nào mà chịu ăn nha. Còn nếu như nào ăn không nổi thì nó hơi đuối cả nhà. Nếu chịu ăn này thì thấy cái giá này khá là hời, ăn nhiều là ngon nha. Thật sự đi nghĩ những cái món này á, đặc biệt là hải sản, thì thấy rất là tươi sống, và nói chung là cảm giác của mình thấy rất là chất lượng ở cái nhà, đồ ăn rất là chất lượng, chứ không giống như đồ ăn sơ sài đâu. Đây cả nhà nếu có thì cả nhà nên tới ăn dùm thử nha. Sao nên mỗi lần mình mặc cái áo này là nên có đồ ăn ngon cả nhà. Giống như cái áo này nó hợp với đồ ăn.
Nên đã kết thúc chương trình ăn tối ngày hôm nay á. Rồi thật sự là tối ngày hôm nay là một cái chương trình Nên thấy rất xứng đáng đồng tiền bát gạo nghe cả nhà. Rất là mãn nhãn luôn. Các bạn, các chị ca rất là hay. Các bạn múa rất là đẹp. Đặc biệt là Euro sắp tới nữa ha cả nhà. Thì có một cái bài múa về bóng đá cũng rất là hay ha, rất là sôi động. Thì tiếp theo cái hành trình tối ngày hôm nay cả nhà, Nên sẽ dẫn cả nhà đi một cái chỗ này. Thì cái này là một cái bar ha. Cái bar thì ở trong cái Sentara này luôn á cả nhà. Thì cái bar này sẽ mở cửa tới 12 giờ đêm. Thì trong cái bar đó cũng rất là nhộn nhịp ha. Thì Nên cũng muốn ghé trong đó thử như thế nào á, giống như là mình trọn vẹn một ngày hôm nay đó cả nhà. Thì xin mời cả nhà sẽ đi cùng với Nên vô cái bar đó nha. Tại cái bar đó là nó nằm dưới cái hồ bơi hồ chiều đêm bơ cả nhà. Thôi bây giờ mình đi nha. Xin chào mừng cả nhà đến với Water Fair.
nên nó về lại tới phòng rồi ha. Thì bây giờ cũng 11 giờ rồi. Nhưng mà tối nay lại có Euro nữa, cái nhà khai mạc Euro nữa. Đức đá với Croatia thì phải không? Scotland hay Croatia gì đó, đừng có nhớ nữa. Thấy mọi người đang gửi trong group. Trời, chắc tối nay phải ghé coi. Nhưng mà khi mà về tới phòng với cái nhà nên thấy được cái mặt trăng rất là đẹp đang chiếu trên kia. Và ở đây nữa này cả nhà. Trời, lúc nãy trước khi Ninh đi á, thì Ninh có kêu mấy bạn á là cho Ninh thêm nước và mấy cái bộ dụng cụ. Nhưng mà mấy bạn đi sao hay quá cả nhà. Đường trước thì mà đi được, mấy bạn đi đường sau để vô đường sau này hay ghê á. Rồi, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Sáng mai cả nhà sẽ cùng với Ninh ăn sáng nha. Đúng thật sự mà nói luôn, trong hành trình này thật sự đúng là hành trình nghỉ dưỡng và giống như là chữa lành luôn á. Nhà còn chữa lành không mà mình chưa biết. Chữa lành hay là chữa hỏng gì đó. Tụi mình chưa biết. Thôi hẹn cả nhà vào sáng mai nha. Cả nhà nhớ like, share và subscribe kênh của Nên nha. Hẹn cả nhà sáng mai, Nên sẽ ăn sáng và review và nói sơ về một số cái lưu ý và một số cái trải nghiệm tại nơi đây và một số cái đánh giá nha cả nhà. Để cả nhà có khi mà cả nhà tới đây cả nhà tham quan và nghỉ dưỡng thì cả nhà cũng có một số kinh nghiệm nhỏ nhỏ để cho cả nhà đi. Bye bye. Quên nói với cả nhà, đúng luôn. Đúng là một combo buồn quá. Đi một mình rồi mà hàng xóm của mình cũng không có ai ở. Rồi, bye bye, good night. Xem kênh, nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.